theo thời gian và tuổi tác, da của bạn sẽ dần bị lão hóa, xuất hiện các vùng da bị nhăn nheo, khô ráp, các vết sắc tố hoặc nám da. Do đó bạn cần sớm đi đến việc bổ sung dưỡng chất cho da. Collagen là một loại protein chiếm khoảng 25% tổng lượng protein của cơ thể, chiếm 75% tổng lượng da. Collagen đóng vai trò quyết định trong việc chống lại nếp nhăn, xóa, làm mờ và hạn chế hình thành nếp nhăn mới, tạo sự đàn hồi và săn chắc giữ ẩm cho da. Xin giới thiệu thực phẩm chức năng Mimi Collagen xuất xứ từ Nhật Bản, cho tác dụng cải thiện rõ rệt làn da. Mimi Collagen chứa các thành phần collagen peptide, acid hyaluric, carbon hydrat natri, vitamin C, vitamin E, sản phẩm dạng bột dễ dàng thẩm thấu, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, tăng tính đàn hồi và chịu lực cho da, giúp làn da khỏe đẹp, mịn màng. Gói nhỏ tiện dụng có thể đem theo mọi lúc mọi nơi. Mimi Collagen xóa dấu vết thời gian.